Anh nghĩ là chúng ta lại... Đấy, nó không quay được cơ. Này. Ôi, nó không quay được. 600 này. Nó lag lắm. Bình em có 70 này. Quá ngon rồi. Này, nó không kéo được nhân vật xuống cơ anh em ạ. Nó không kéo được màn hình xuống này. Đấy. Đấy, đấy. Bot hay là bọn trong nhà thi đấu anh? Đây bọn trong nhà thi đấu đang chuẩn bị vào cho anh này. Pin tầm hơn 100 này, căng 100. Gà ơi, cho đi khẩu shotgun. Hai thằng. Đầu em. Ba thằng. Như chỉ có ba thằng. Bạn nó qua. Tầng 2, tầng 2. Anh ơi, em đang bị lag một tí nha. Tầng 1, tầng 1 anh ơi. Đây, ở bên này, bên này, bên này. Rồi, xong. Anh em thấy được không? Chỉ một khẩu sốc gan thôi. Clear cả Pegado luôn. Xoắn gì? Chưa chắc anh ơi, chưa chắc là clear nha. Chỉ là clear cái này thôi. Đúng rồi, bên sóc bên PUBG Trung Quốc không có bị lag. Bên chỉ có bên này nó mới bị lag như vậy thôi. Vãi nồi sóc gan. Mấy khi thể hiện cho anh em tài sóc lọ của mình đâu. Anh em thấy chất không? Quá chất luôn, cần gì nữa. Làm gì có ai sóc được những pha sóc nó lại gọi đi vào huyền thoại. Chết luôn. Anh Tuấn nghe em nói không? Có. Nhà cao anh ạ. Nhà cao tổng em thấy có hai thằng bay vào. Sóc lọ nó là nghề rồi anh em ạ. À. Trời ơi. Từ từ đã, mình kiểu nó lác lác ấy. Đây, đấy bắt đầu rồi. Anh em nhìn cái khung hình nó dựng nó giật chưa? Giật đứ đừ luôn mà mặc dù mình đã tắt hết tất cả mọi thứ đi rồi. Này, mình đã tắt hết đi rồi. Ở đây 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 mình chưa tắt cái này. Ừ, xong của mình này không phải xong ạ. Mà mọi người nghe em nói có rõ không? Có bị giật cái nào không ạ? Không. Rõ. Đấy, em tự nhiên cứ bị đơ nãy giờ này. Nó kiểu đơ đơ màn hình đúng không? Nó như kiểu không nhận, nó không nhận cảm ứng đúng không? Vâng, xong cả ping nó cũng cao nữa. Đúng rồi, nó bị như vậy ấy. Bên bản Trung Quốc không bị như vậy, nhưng bản Việt Nam thì lại bị. Anh không hiểu lý do luôn. Anh em Pegado chắc chắn là vẫn còn ít nhất một thằng đấy. Ok. Vừa hai thằng lẻ nó bay vào nhà thi đấu nhưng mà team khác nhau, tụi nó phật nhau, anh tụi nó bắn nhau mà. Ok mọi người. Chắc là do game. Rồi, một thằng trên nóc nhà. Luôn M4 ở trên tầng 2 Pegado gái. Bánh sinh nhật này anh ơi. Em nhặt đi. Pegado. Đủ 6 lần được cái huy hiệu ấy. Em được 4 lần rồi. Thế à? Huy hiệu gì vậy? Huy hiệu 1/100. Ngon vậy. Gái cho xin. I got supplies. Đạn xanh nào. Đây, à đạn xanh có 40/33. Như vậy là nó vẫn còn nguyên team nhá, cẩn thận nhá. Còn team ấy. Có một thằng lẻ bay vào, hai thằng lẻ bay vào nhà tao thôi. À thế thì anh vừa giết được một thằng lẻ rồi. Khổ quá. Làm
lá quá anh em ạ, không thể nào mà quay được chân tay luôn. Có một xe vừa tới nữa anh ơi. Đúng rồi, cái xe đấy vừa linh linh tưởng ở xe đấy đấy. Ở đây có ai lăn người yêu tán tấu không? Tán tấu nói chim thêm một người nữa này. Là mấy đánh tích tiếng rưỡi cái điều. Cái gì cơ? Vãi nổi thật. Sấy như thế không chết. Điều vãi. Nó ở chỗ nào anh ạ? Vừa lên sau đây anh ơi. Tao gọi mẹ. Cực yếu ở đấy. Có xe đằng sau luôn. Rồi hả? Có xe đằng sau lưng nhá. Ok em nghe thấy em nghe. Lê đây nhá. Ok trời, cảm ơn mọi người nhá. Xuống thế kia. Bắn anh cứ bị lag ấy. Hay là mình qua bản Trung Quốc mình chơi nhỉ? Nó đi sao? Chứ bản quốc tế lag. Ồ. Trung Quốc em đã update chưa ta? Ôi thế thì còn lâu mới chơi được. Trung Quốc nó có một update lớn. Nó có ống ngắm mới mới lại nó có khẩu súng mới Bizon. X15. Lâu rồi. Không, cái ống ngắm phụ, ống ngắm phụ. Chắc em phải up thử cái thử coi. Ok. Ô, mọi chuyện đã xong rồi ấy. Xong rồi. Ta MK14 ạ. Ui. Mày hồi nãy bị thằng này bắn này. Ui, cái cuốn đa tái là làm nó bắn 4 lần đó nè. Ô, mình tố chó thế nhỉ. Mày chưa chết là em cho mày đấy. Vì thằng này quả, quả đấy nó sấy anh trước rồi. Anh còn yếu máu quá. Mà anh sấy nó, anh sấy lại nó mà không có ăn lại được luôn ấy. Nó mạnh quá. À, đúng là em tô chó quá mà. Thắng nắng nhau thì bị mất điện. Mất điện hả? Đen thôi, đỏ vẫn thế. Ok, chào Chip nha. Cảm ơn Chip nhiều nha. Có tình mới ở ngay bên kia đồi mình thì anh nhỉ? Ờ. Ui, 4 mạng trời đều. Tô xích em. Tô xích em phải vừa xem anh bắn pha sóc ăn Tô xích ạ. Ở đầu buổi livestream cơ. Trận này luôn. Một pha sóc gun bắn một phát clear cả team nó luôn. Mà bắn từ đường bên này sang đường bên kia. Cứ bụp 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 chết. Đúng như là lời chị Tô Xích nói là hai mấy năm rồi đúng không? K98 á? Không, mình không bắn K98. Ông nói chuyện với bài nữa. Anh bắt máy ra. Chị ơi. Bây giờ em mới bảo là không nói chuyện với chị Tô Tích nữa. Ôi giời ơi mày. Kiểu anh đó kiểu phí của anh đó. Chứ gánh về hâu mệt mỏi gì sơ luôn. Em giờ đón ai đây? Mèo đi mèo, đi đâu ấy? Tính thôi. What the fuck? Làm gì nữa? Wow, hôm mơ bàn mưa đêm cùng tăng qua. Cảm ơn mưa đêm nha. Cảm ơn mưa đêm rất nhiều nhá. Tao lủng hết rát. Và toàn tặng mấy quà đắt đấy. Rồi xong lại không quay được màn hình nữa rồi. Có chịu nhờ. Ui lên 200 ping nhỉ. Vãi nồi. Bình 300 lần. Có xe lên trên đồi kìa. Bọn em cứ bắn, bọn mẹ em cứ like nhau đi. Anh kệ anh, kệ anh. Cứ like nhau đi, anh đi một mình. Bên phải. Thôi đợi. Từ từ mình lên đây mình check anh em ạ, mình nghi trong căn nhà, khu nhà này có người lắm. Chị ơi, ra nó 15 giây, meo nó 1 tiếng. Em ngủ chỉ mà có 15 giây ra. Con tiên này con đang nói. Đâu nói. Đâu. Em ố ra ngủ cửa hả? Giờ còn quả, tặng quà mà cảm ơn thêm lần nữa, lần sau không xem nữa. Đậu. Khó vậy à, mưa đêm. Bạn làm thế là bạn làm hư tôi đấy. Sau này ai tặng tôi cũng quen cái kiểu đấy là chết dở đấy, không chết dở. Thì không cảm ơn đây, mưa đêm đó. Không cảm ơn. Anh Tuấn ơi đi, Tuấn ơi. Ai bảo là em mấy giây đấy, ai bảo em 15 giây. Bảo con đâu nói. Không ra, đang ai chết cửa không? Em tao cho tắm tung một bữa rồi bây giờ. Cái gì? Ô rừng phải em ngủ 15 giây thôi à? Nào đi đi nào. 16 giây. Ok, chào Lê Tuấn nhá. Hình
Có thính ở dưới kìa. Bring up voice chat. Tính nhiệt thì em tới đây. Có con bắt ghi ở trong nhà kìa. Trên đồi có xe 3 thằng kìa. Thấy chưa? Em đọc hộ anh cái hướng cái. Đi anh ơi, không ở trên đồi kia thôi. Đồi phải. Hướng S. Enemies ahead. 3 thằng đang nhìn kìa. Đi con. Bắn đi. 190. Lớp 1. Lớp 2. Cái được một mạng này. Phải nổi cờ lia. Viêm nó lag quá anh em ạ. Chả hiểu sao. Kia rồi. Tinh tuần vàng khè này. Pinh nó lag quá. Anh Tuấn. Bọn em lên đi, anh ở đây. Anh bảo anh ở đây rồi đây. Bọn em lên, ơi, lên mà check. Đồ mũ bảo hiểm là ở thế đó. Không sợ. Đội lon lá à? Em muốn anh đội lon lá đúng không? Điền à. Sao anh ở kia cũng được. Đấy, anh đội lon lá luôn. Chỉ cần em thấy thích là được. Em nói anh mày nói cái điều mà ai biết luôn cả. Linh ơi, Linh còn không được ra khỏi xe này, binh 600 này, toàn 6800 này. Vứt mũ ba để đội nón lá ngay anh em ạ. Chỉ cần tôi xích yêu cầu thôi. Sao mình cứ bật tâm ngắm nhỉ? Ôi cái tôi xích ơi, cái bắp gì Trung Quốc ấy, nó hỗ trợ cái on iPad anh full hết tất cả rồi, nhìn đẹp lắm. Thích rồi hả? Bữa giờ em không chơi cái bản quốc luôn á. Ui Trung Quốc nó mượt kinh khủng luôn, nó không có bất cứ một khựng khiếp gì mà rõ ràng là ping anh sang bên đấy là hơn trăm nhưng mà không bị khựng như bên bản quốc tế này. Sao mình cứ bật cái tâm ngắm lên làm gì nhỉ? Đây này, ngay cả bản này nhá, đôi lần anh ấn nhảy ấy, nó vẫn bật nhầm sang. Ok. Đội nó ná ngay, trời ơi, xoắn gì? Anh đã bảo rồi, chỉ cần em nói thích là đủ. Cái gì là đủ hay là đủ? Này, này. Tăng 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 tăng. Wow, cảm ơn bạn Linh Hoa nha. Nhiều quá. Đội 25 nha. Bạn chán quá. Hay là bộ tại game không biết. Không phải. Rồi xong clear. Không còn hai thằng. Em thấy sát thủ nón lá chưa? Ê, có bạn nói là đâu chay cuối đá không bằng nón lá Việt Nam kìa. Nếu mà kể chân đi top 1 anh up cái status up cái title nữa luôn đi. Title. Đúng rồi, anh không ngại bỏ nón ba để đội nón lá em ạ. Chỉ cần tôi sẽ cần lá. Thôi. Nón lá. Nó. Sao không trúng? Why? Cùng kiếm được mạng nữa. Thôi. Cảm ơn bạn Gấu Gấu nha. Thế là hết game. Ơi, chị chơi không? Ố, chơi chứ. Chị không biết chị phải danh đặt bài của thằng nào. Chơi đi. Em ao này, em lag lắm.